Thưa quý vị, có lẽ trong các thể loại phim thì nói đến phim hành động là các đạo diễn, các nhà sản xuất đều khẳng định là rất khó, tốn tiền, tốn các khâu kiểm duyệt và cũng rất là rủi ro. Mà doanh thu so với các phim hài cũng ngang nhau, thậm chí còn không bằng. Đó cũng chính là lý do vì sao mà trong thời gian vừa qua phim hài hay là phim tâm lý ầm ầm ra rạp, trong khi đó phim hành động lại rón rén xuất hiện thưa thớt. Vâng, vậy thì cái khó của việc làm phim hành động ở Việt Nam là gì? Và những nỗi khổ của đạo diễn, nhà sản xuất ra sao? Câu chuyện sáng nay sẽ là những chia sẻ của một nam diễn viên kiêm nhà sản xuất. Mà nhắc đến anh thì không thể không nhớ đến những bộ phim hành động như là Dòng Máu Anh Hùng, Bẫy Rồng. Nhưng trước khi đến với câu chuyện sáng nay thì xin mời quý vị cùng xem những hình ảnh của chúng tôi sau đây. Dòng Máu Anh Hùng ra rạp năm 2007 với những pha hành động trong phim là bước tiến đầu tiên của phim võ thuật Việt Nam. Sau sự thành công của Dòng Máu Anh Hùng, cũng có vài phim hành động được ra rạp mỗi năm, có thể kể như Huyền Thoại Bất Tử, Bẫy Rồng, Liều Phật, Thiên Mệnh Anh Hùng, Lệnh Xóa Sổ, Danh Giới Trắng Đen, Gác Kiếm, Đường Đua, Hương Ga, Truy Sát. Nếu để so sánh thì số phim hành động quá ít so với các phim hài và tâm lý của Việt Nam ra rạp. Lý do là làm phim hành động ở Việt Nam khó hơn vì nhiều rào cản khác nhau. Ngoài việc thiếu các trang thiết bị và kỹ thuật để làm ra được các pha hành động đẹp mắt, thì phim hành động của Việt Nam bị quy định không được quá bạo lực. Nếu như ở nước ngoài, đạo diễn có thể thoải mái với những cảnh quay đẫm máu, thì tại Việt Nam, các bộ phim phải qua khâu kiểm duyệt kỹ để tránh những cảnh quá bạo lực, phản cảm. Tất nhiên, điều này cần thiết nhưng cũng phần nào làm giảm sự hấp dẫn của một bộ phim hành động. Theo luật điện ảnh Việt Nam, một bộ phim không được phép phát hành ra nước ngoài khi chưa được hội đồng duyệt qua. Hiện tại, trong luật điện ảnh có nói về tính bạo lực trong phim, nhưng không nói như thế nào là bạo lực, như thế nào là không. Nên đó cũng là một lý do hạn chế phim của chúng ta khi muốn sang các nước bạn. Xin được cảm ơn anh Johnny Chính Nguyễn đã bớt chút thời gian để đến chia sẻ với khán giả của đài truyền hình VTC. Xin thân ái chào quý khán giả. Với anh Johnny Chính Nguyễn thì khán giả luôn nhớ đến những vai diễn hành động, nhưng những bộ phim gần đây thì đều là những cái vai diễn hài. Vậy có phải chăng là sau cái sự cố Bụi Đời Chợ Lớn thì anh đã chọn cho mình vừa cách diễn xuất hay là cũng như cách làm phim an toàn hơn? Không chỉ riêng bản thân Chí đâu, cái đó thì nó liên quan tới nhiều thứ nữa. Có nghĩa là để một bộ phim làm ra không chỉ là hiểu bản thân của Chí muốn thực hiện cái phim đó là được. Mình phải cộng tác với đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư. Thì cái thuận lợi của một cái thể loại, ví dụ nói thể loại hành động, gần như là ai cũng thích làm một cái phim hành động cho nó hoành tráng. Nhưng mà để thực hiện một phim hành động thì nó khó hơn nhiều mặt, kinh phí cao hơn, thời gian quay lâu hơn, làm khâu chuẩn bị cũng phức tạp hơn nhiều, nhọc nhằn hơn nhiều, mà cái khi mà cái phim ra duyệt á, nó cũng xảy ra nhiều cái rủi ro hơn. Trong khi đó cái doanh thu ra tới rạp có thế nữa cũng không có hơn được cái phim hài. Thì phim hài thì tất cả những cái đó nó đều đơn giản hết. Thì cái sự chọn lựa của nhiều người, nhất là những người đầu tư hay những người sản xuất, thì luôn chuộng phim hài để nó ngắn gọn, đơn giản, quay ngắn, làm lẹ, ra doanh thu được nhiều hơn, cái đối tượng khán giả hơn, rộng lớn hơn. Thì như vậy thì lúc nào để mà làm được cái phim hành động, nó cũng là một sự phấn đấu của phải cực khổ hơn để mà ra được cái phim hành động. Sau sự cố đó thì tôi nghĩ không chỉ riêng ekip đoàn làm phim của các anh mà các nhà sản xuất khác cũng có sự e dè nhất định. Và qua đó thì anh có rút kinh nghiệm gì cho những cái bộ phim tiếp theo của mình? Để mà làm một cái phim điện ảnh ở trong cái thời tân thời này á, nó có lẽ là sẽ dễ nhất so với làm một cái phim cổ trang. Ví dụ như phim Phan Cuồng chẳng hạn là mình có thể gọi là cổ trang rồi đó. Thì nó đi ngược là 20 năm là mọi thứ nó đều phải khác hết, mọi thứ là mình phải tạo lên phục trang rồi thiết kế xe này kia vân vân, mọi thứ đều khó. Nên lúc nào nhà sản xuất, nhà đầu tư cũng muốn làm một phim thời tân thời để cho nó dễ, nó đỡ tốn kém hơn. Nhưng mà đối với phim hành động á, thì thời hiện đại á, ở nhiều khía cạnh nó dễ có những cái khía cạnh nhạy cảm.
thì để mà làm được một phim hành động mà cho nó suôn sẻo hơn thì phải đi ngược lại thời gian. Có lẽ vì lý do đó mà cũng có nhiều phim trên thế giới cũng đi ngược thời gian, ví dụ như những phim Trung Quốc chẳng hạn, thì thường mình thấy họ làm phim thời xưa. Một bộ phim hành động để trước khi ra rạp thì thường thường bị cắt bao nhiêu phần trăm ạ? Nó cũng tùy thôi, thí dụ nói phim Dòng Máu Anh Hùng đi, đi ngược thời gian thì không bị cắt nhiều. Ngược thời gian thì có bị cắt một cảnh thôi. Còn nếu mà phim Bảy Rồng ngay thời hiện đại thì bị cắt khá là nhiều. Còn phim Bùi Đại Trở Lớn thì ai cũng biết. Sau khi mà có cái sự gắn mắt 16:7:8 cộng ấy, thì nó có thoáng hơn so với cái chế độ trước đây. Đối với chị thì nó không khoáng hơn. Có nghĩa là trước đây thì nó chỉ có những cái mà phải vô đúng để cho được ra được duyệt, và không có cái những cái mạc đó. Sau này có những cái mạc đó thì đúng ra những cái này nó phải có cái quy định rõ ràng hơn để không có mà kiểu như không có sự khó khăn nữa. Dẹp cái này đi, giữ cái này thôi chẳng hạn, như vậy giữ cái mạc này thôi thì nó sẽ đơn giản hơn, sẽ dễ hơn. Còn bây giờ có cả hai thì nó lại khó hơn. Ngay cả những phim rất là đơn giản như là một cốt truyện nhẹ nhàng như là Fan Cuồng thôi, cũng có những cái cảnh trong đó mà đoàn phim sợ là phải bị cắt, tại vì cái cộng cái lực cũ và những cái mạc mới vào. Vậy trong tương lai thì định hướng của anh thì sẽ làm phim hài nhiều hay là phim hành động ạ? Cũng có những cái dự án mà hành động khá là to. Thế là to nó cần sự chuẩn bị rất là kỹ. Không có một năm ra phim được, nó không có đủ thời gian để chuẩn bị. Còn trong khi đó cũng có tham gia với cái vai trò là một diễn viên, thì lúc đó thì nhanh gọn lẹ hơn. Khán giả thì luôn chờ đón những bộ phim hành động của anh Johnny Chính Nguyễn, và anh có nghĩ một ngày không xa sẽ có sự kết hợp trở lại của anh và Ngô Thanh Vân không ạ? Tôi nghĩ nếu một bộ phim này ra rạp thì chắc chắn sẽ thắng lớn ạ. Lối đó là có nghĩa là mình nghĩ theo làm phim thế nào để được doanh thu cao nhất, như nãy mình nói là làm phim thế nào để được hay nhất. Nếu mình nói ok, thí dụ như về làm một phim hành động sao mà có Chí, là Thái Hòa, anh Charlie, Ngô Thanh Vân, đại khái là vậy, thì nó là nghĩ theo cái lối những kinh tế, phải không, làm sao có cái phim được khán giả, nhiều khán giả, thu hút được khán giả nhất. Nhưng mà như khi như vậy nó không viết ra được một phim hay đó. Thì cái phim nó có cái đường đi của nó có những cái nhân vật ở trong đó tạo ra cuốn phim đó, thì xong rồi đó thì có thể xem coi cái nhân vật này nó có hợp với ai. Tức là bọn anh sẽ là lên câu chuyện trước và lúc đó sẽ chọn nhân vật sau, chứ mình không phải là mình đo nhiều người cho nhân vật, đúng không ạ? Với anh Johnny Chính Nguyễn thì khán giả chỉ thấy xuất hiện trên các bộ phim mà anh đóng thôi, thế còn những xuất hiện trên truyền thông hay là những cái sự kiện thì thật sự là thấy rất là ít. Mà tôi nghĩ rằng là đó cũng là cái cơ hội để hâm nóng tên tuổi, nhưng lại không thấy anh xuất hiện ở những nơi đó. Trước đây thì Chí cũng đi nhiều, trước đây sự kiện nhiều. Sau này thì thấy không nhất thiết là phù hợp với cái đam mê của mình. Thật sự thì mình cũng không có cái nhu cầu để mà đánh bóng tên tuổi hay là để này kia như vậy. Tại vì cái đam mê của mình là không phải là được nổi tiếng. Cái đam mê của mình là làm điện ảnh. Nhiều khi mấy cái đi sự kiện nhiều quá nó cũng mất cái thời gian sáng tạo của mình. Trong khi đó mình có thể làm những cái công việc khác gần gũi với lại những cái đam mê của mình hơn. Một lần nữa xin là cảm ơn anh Johnny Chính Nguyễn với những chia sẻ về cách làm phim hay là những quan điểm nghề nghiệp của anh. Rất cảm ơn quý khán giả của đài VTC theo dõi chương trình.